động viên Đông Nam Á phản ứng bất ngờ trước trận thua của U23 Việt Nam. Rất nhiều cổ động viên Đông Nam Á cho rằng thất bại của U23 Việt Nam trước Uzbekistan không có gì đáng trách. Chạm trán U23 Uzbekistan trong trận tranh ngôi đầu bảng D, U23 Việt Nam sử dụng đội hình B với nhiều cầu thủ dự bị. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho thấy sự thua kém rõ rệt về kỹ thuật, chiến thuật lẫn thể lực so với đối thủ, qua đó để thua với tỷ số cách biệt 0-3. Cả ba bàn thua của đội tuyển U23 Việt Nam đều đến trong hiệp 1 sau những sai lầm đáng trách nơi hàng thủ. Với kết quả này, đội bóng Trung Á đứng đầu bảng D và sẽ gặp U23 Ả Rập Xê Út ở vòng đấu kế tiếp. Trong khi đó, U23 Việt Nam có được vị trí nhì bảng và sẽ chạm trán U23 Iraq. Dù để thua U23 Uzbekistan nhưng theo phần đông người hâm mộ, đây lại là điều tốt cho U23 Việt Nam. Khi dòng vàng tránh được đối thủ mạnh là U23 Ả Rập Xê Út, rất nhiều cổ động viên Đông Nam Á cho rằng thất bại này của Văn Khang cùng đồng đội không có gì đáng trách. Tôi nghĩ U23 Việt Nam muốn gặp Iraq hơn là Ả Rập Xê Út. Đó là lý do họ chỉ tung ra sân đội hình B khi đá với U23 Uzbekistan, tài khoản Hutala nhận định trên mạng xã hội. Trong khi đó, tài khoản Kỳ lại gửi lời chúc đội tuyển U23 Việt Nam may mắn khi gặp Iraq ở vòng tứ kết. U23 Việt Nam sẽ chạm trán Iraq vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 trong quãng nghỉ ngắn ngủi chỉ ít ngày. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải khẩn trương khắc phục các điểm yếu của các học trò và nghiên cứu kỹ đối thủ để tìm ra đối sách. U23 Việt Nam thua toàn diện trước U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U23 châu Á 2024. Chạm trán U23 Uzbekistan trong trận tranh ngôi đầu bảng, U23 Việt Nam không sử dụng đội hình mạnh nhất. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho thấy sự thua kém rõ rệt so với đối thủ và nhận thất bại với tỷ số 0-3. Cả ba bàn thua của U23 Việt Nam đều đến trong hiệp 1 với những tình huống phòng ngự hở hanh. U23 Uzbekistan mở tỷ số khi đồng hồ chỉ 3 phút 17 giây. Đây là bàn thắng nhanh nhất trong một trận đấu ở vòng bảng U23 châu Á 2024. Bàn thua sớm ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rối loạn trong tổ chức, phòng ngự và thua thiệt trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi. U23 Uzbekistan áp đảo hoàn toàn và ghi thêm 2 bàn trong những tình huống tấn công đơn giản. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn điều chỉnh nhân sự. U23 Việt Nam chơi tốt hơn nhưng không đủ để lật ngược tình thế. Nguyễn Thái Sơn và đồng đội chỉ có thể giữ bóng chuyển qua lại mà không tạo ra được pha tấn công nào đủ sức uy hiếp, khiến hàng thủ đối phương gặp khó khăn. Theo dữ liệu trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, U23 Việt Nam chỉ tung ra được tổng cộng 7 pha dứt điểm trong cả trận, một lần trúng đích. U23 Uzbekistan hoàn toàn vượt trội ở các thống kê tấn công và kiểm soát bóng. Cuối trận, U23 Việt Nam phải chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp của đối thủ. U23 Uzbekistan 2 lần sút trúng cột. U23 Việt Nam cũng thoát được tình huống phạt đền khi trọng tài xem lại băng hình, xác định cầu thủ U23 Uzbekistan việt vị trước khi Nguyễn Ngọc Thắng phạm lỗi. U23 Uzbekistan không ghi thêm bàn thắng nào trong hiệp 2. Dù vậy, tỷ số thắng 3 không đủ để đội bóng Trung Á đứng đầu bảng D. U23 Việt Nam nhì bảng và sẽ chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết. Kết quả, U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan. Ghi bàn, U23 Uzbekistan, Anisa Odilov, 4, phút thứ 40, Ruslan Bekzizanov, phút thứ 36. Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024. Bảng D, lịch thi đấu U23 châu Á 2024. Vòng tứ kết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự thật phũ phàng sau trận thua Uzbekistan. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận U23 Uzbekistan mạnh hơn U23 Việt Nam và chiến thắng ở lượt trận cuối. Bảng D giải U23 châu Á 2024 là hoàn toàn xứng đáng. Ở 23 Việt Nam đã khép lại giai đoạn vòng bảng giải U23 châu Á 2024 bằng trận thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Trận này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thực hiện một loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Vì vậy, U23 Việt Nam đã để thủng lưới đến 3 lần trong hiệp đấu đầu tiên. Nói về điều này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho hay, tỷ số trận đấu hôm nay nói lên một điều là U23 Uzbekistan rất mạnh. Đội hình ra sân của chúng tôi hôm nay cũng có nhiều cầu thủ dự bị. Chính vì thế, tỷ số 0-3 phản ánh chính xác trận đấu này. Tôi xin chúc mừng U23 Uzbekistan. Chắc chắn trận tứ kết sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam. Các bạn nên nhớ ở vòng bảng U23 Iraq từng thua U23 Thái Lan 0-2, tuy nhiên không có nghĩa họ là đội bóng yếu. Kể cả ở bảng đấu này, những đối thủ như U23 Kuwait, U23 Malaysia đều mạnh. Dù đánh giá rất cao U23 Iraq, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn tuyên bố U23 Việt Nam sẽ làm nên điều đặc biệt ở tứ kết. Chúng tôi đến đây để thi đấu chứ không phải để tham dự. Mặc dù trận này U23 Việt Nam có kết quả không tốt, nhưng chắc chắn đội sẽ thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác ở tứ kết. Một trận đấu thua không thể nào nói tốt được cả, đội bóng là một tập thể. Cầu thủ có thể có sai sót nhưng liên quan đến vận hành tập thể.
Tôi nghĩ rằng việc đưa ra đánh giá cho một cầu thủ cụ thể là không chính xác, ông Tuấn nhấn mạnh. Nói thêm về U23 Uzbekistan, nhà cầm quân người Khánh Hòa thẳng thắn thừa nhận không phải mỗi trận đấu này đâu, mà ở rất nhiều trận đấu thì các đại diện Uzbekistan luôn mạnh hơn Việt Nam. Từ những giải U17, U20 hay U23 châu Á họ luôn luôn là đội bóng mạnh hơn. Chỉ cần qua kết quả chúng ta sẽ biết khả năng của họ như thế nào. Tôi hy vọng họ sẽ có mặt ở trận chung kết. Theo lịch, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq tại tứ kết giải U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra lúc 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4. Ở 23 Việt Nam không sai, Uzbekistan đáng nể, đừng buông lời cợt nhả. Không ít lời cợt nhả trên mạng xã hội dành cho Uzbekistan vì thắng U23 Việt Nam 3-0 nhưng đụng Saudi Arabia ở tứ kết. Thực tế, U23 Uzbekistan có trận đấu đáng nể trước Việt Nam. Dù không phải bung hết sức mạnh nhưng U23 Uzbekistan dễ dàng thắng đậm Việt Nam. Họ không quan tâm đối thủ ở tứ kết và đá đúng tâm thế ứng viên vô địch. Uzbekistan xứng đáng được tôn trọng từ đẳng cấp đến tư thế kẻ mạnh thay vì buông lời cợt nhả. Chiến thắng thuyết phục của U23 Uzbekistan cũng là câu trả lời cho những ai suy diễn về thuyết âm mưu trước trận đấu. Bởi không ít ý kiến đã cho rằng U23 Uzbekistan sẽ thua để né Saudi Arabia ở tứ kết. Tỷ số trận đấu cho thấy U23 Uzbekistan rất mạnh. Không chỉ ở trận đấu này, ở các cấp độ đội tuyển khác, bóng đá Uzbekistan luôn mạnh hơn Việt Nam. Các đội U17, U19 hay U23 Uzbekistan mạnh hơn Việt Nam nhiều. Chính vì thế, để nói thêm về Uzbekistan tôi nghĩ không cần thiết. Thông qua kết quả, chúng ta đều biết được năng lực của đội Uzbekistan như nào rồi, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói. Bảng D kết thúc với ngôi đầu bảng thuộc về U23 Uzbekistan là thứ hạng phản ánh đúng về sức mạnh của đội bóng này. Uzbekistan vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ với 3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và không bị thủng lưới. Với U23 Việt Nam, trận thua Uzbekistan không có gì đáng chê. Ở 23 Việt Nam không có sự lựa chọn nào tốt hơn là vị trí thứ hai ở bảng đấu. Trường hợp muốn nhất bảng thì U23 Việt Nam cũng rất khó gây bất ngờ trước Uzbekistan bởi trình độ hai đội chênh lệch lớn. Đúng hơn, U23 Việt Nam không sai khi đá đội hình dự bị trước Uzbekistan. Quãng thời gian nghỉ ít hơn một ngày so với bảng C và yếu hơn đối thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải liệu cơm gắp mắm bằng cách cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi, nhằm tăng thêm hy vọng tạo bất ngờ ở tứ kết. Ở tứ kết, lý thuyết là U23 Việt Nam dễ đá hơn khi đụng Iraq. Vì đương kim vô địch Saudi Arabia mất mạnh và sắm vai khắc tinh với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nhưng chỉ mang ý nghĩa tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam bởi gặp một đội bóng mạnh vừa đi từ cửa tử vào tứ kết thì rất đáng lo. Trong bóng đá, không ít đội bóng chết hụt sẽ đi xa, thậm chí giành chức vô địch. Iraq thực sự là đối thủ nguy hiểm nhất với U23 Việt Nam khi có đẳng cấp cao hơn và tinh thần đang lên rất cao. Trận tứ kết chắc chắn rất khó khăn. Ở vòng bảng, U23 Iraq đã thua Thái Lan nhưng điều đó không có nghĩa họ là đội bóng yếu. Họ vẫn là đội mạnh. Tuy vậy, tôi muốn nhắc lại rằng chúng tôi đến đây là để thi đấu và các cầu thủ sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói về trận đấu với Iraq. Trận tứ kết giữa U23 Iraq và U23 Việt Nam diễn ra vào ngày 27 tháng 4 tới. Thắng đậm U23 Việt Nam, huấn luyện viên Uzbekistan biểu cảm khó hiểu. Máy quay truyền hình liên tục ghi được nhiều biểu cảm khó hiểu của ông Timur Kapas, huấn luyện viên trưởng đội U23 Uzbekistan trong trận đấu với U23 Việt Nam. U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Việt Nam để giành ngôi nhất bảng D. Tuy nhiên, kết quả này dường như không đem đến niềm vui cho vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng vùng Trung Á. Ông hầu như không thể hiện cảm xúc mừng rỡ ở trận này. Ngay ở phút thứ tư, Alisher Odilov dễ dàng đệm bóng vào lưới U23 Việt Nam ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, khi ống kính chuyển hình hướng vào khu vực huấn luyện viên Timur Kapas không cho thấy bất kỳ cảm xúc nào. Trong khi các học trò ăn mừng, nhà cầm quân này trầm tư suy nghĩ. Tương tự vậy, khi U23 Uzbekistan ghi liên tiếp hai bàn thắng ở cuối hiệp 1, ông Kapas cũng chỉ quay sang trao đổi điều gì đó cùng các trợ lý. Nụ cười không nở trên môi cựu cầu thủ danh tiếng này. Ngoài ra, ông Kapas cũng tỏ ra căng thẳng khi trọng tài xem lại băng hình để xác định xem có nên rút thẻ đỏ cho Nguyễn Đức Việt của U23 Việt Nam. Đây là tình huống mà tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai có động tác thừa khi va chạm với đối thủ. U23 Uzbekistan dẫn 1-0 và hoàn toàn áp đảo ở thời điểm đó. Nếu U23 Việt Nam mất người, đội bóng Trung Á càng dễ đá. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về U23 Uzbekistan. Ông Kapas là vị huấn luyện viên hiếm hoi có được thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Đội bóng còn lại làm được điều này là U23 Hàn Quốc. Huấn luyện viên Hoàng Xuân Hồng giành được 9 điểm cùng học trò và còn không để thủng lưới bàn nào. Thực tế, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan bị xem là khó đoán kết quả. Đội giành chiến thắng sẽ có ngôi đầu bảng để nhưng lại phải gặp U23 Ả Rập Xê Út, đương kim vô địch của giải. Đội xếp nhì bảng sẽ gặp U23 Iraq, đối thủ được xem là yếu hơn.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phủ nhận những tin đồn về chuyện chọn đối thủ từ trước trận đấu. Ngược lại, các cầu thủ U23 Uzbekistan cho thấy khao khát chiến thắng. Họ liên tục dồn lên tấn công để ghi bàn chứ không có chuyện muốn nhường chiến thắng cho U23 Việt Nam. Như vậy, U23 Uzbekistan sẽ gặp U23 Ả Rập Xê Út ở vòng tứ kết. U23 Việt Nam đụng độ U23 Iraq và đây đều là các trận đấu đặc biệt hấp dẫn. Thua Uzbekistan 0-3, tuyển Việt Nam đối đầu Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Nhận thất bại 0-3 trước Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu với đối thủ U23 Iraq tại vòng tứ kết. Tối ngày 23 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước đối thủ U23. Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đều sớm giành vé vượt qua vòng đấu bảng sau hai lượt trận đầu tiên toàn thắng cả U23 Việt Nam và U23. Uzbekistan đều không dốc hết sức ở trận đấu tranh ngôi nhất bảng D mà tạo điều kiện cho các trụ cột nghỉ ngơi, dưỡng sức nhằm chuẩn bị cho lượt trận tại vòng tứ kết. Với U23 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định tạo điều kiện cho những cầu thủ chưa được ra sân tại giải U23 châu Á 2024 là hậu vệ Trần Quang Thịnh, tiền vệ Hoàng Văn Toàn và tiền vệ Nguyễn Đức Việt có cơ hội thử sức ở giải đấu trên đất Qatar. Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu trên sân Khalifa International, đẳng cấp của nhà vô địch giải đấu năm 2018 đã được thể hiện. Xuất phát từ tình huống chọc khe của tiền vệ đội trưởng Zalulis Dinov, tiền vệ mang áo số 8 là Ibrahimov có pha thoát xuống. Trước khi tung ra đường căng ngang thuận lợi để chân sút Anisir Udinov để bóng cận thành mở tỷ số cho U23 Uzbekistan. Sau 15 phút bóng lăn, đại diện của bóng đá Trung Á thể hiện sự áp đảo hoàn toàn trước U23 Việt Nam khi có thời lượng kiểm soát bóng lên đến 77%. Phút thứ 19, tiền vệ mang áo số 20 bên phía U23 Uzbekistan là Ruslanbek Zizanov có tình huống đi bóng đột phá và tung cú dứt điểm không trúng cầu môn. Chỉ một phút sau, U23 Việt Nam đưa ra câu trả lời với nỗ lực cớ lòng đưa bóng đi chệch không phanh của tiền đạo Nguyễn Minh Quang. Sau khoảng thời gian du ngủ, U23 Việt Nam, đội bóng áo trắng bất ngờ tăng tốc với hai bàn thắng liên tiếp ở những phút cuối hiệp 1, phút thứ 36. Ruslanbek Zizanov tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Văn Việt để nhân đôi cách biệt cho U23 Uzbekistan và chỉ 4 phút sau, tiền đạo Anisir Udinov hoàn tất cú đúp của riêng mình trong trận đấu với pha đánh đầu đập đất hiểm hóc, giúp đại diện của bóng đá Trung Á khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 3-0. Bước sang hiệp 2, nhằm cải thiện kết quả, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa liền ba cầu thủ vào sân lần lượt là Nguyễn Văn Trường, Võ Hoàng Minh Khoa và Bùi Vĩ Hào. Cầu thủ ghi bàn tốt nhất của tuyển Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay, 2 bàn. Bất chấp những nỗ lực nhằm cải thiện sức tấn công của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U23 Uzbekistan vẫn là đội thi đấu trên sân với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội và chủ động gây sức ép lên phần sân của U23 Việt Nam. Không những không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn rõ ràng trước một đối thủ đẳng cấp như U23 Uzbekistan, những pha dứt điểm từ xa của Bùi Vĩ Hào, Đức Phú, Văn Tùng hay Văn Trường còn có phần vội vàng và thiếu đi sự chuẩn xác, khiến U23 Việt Nam không thể tìm kiếm được bàn thắng danh dự trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-3 trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam khép lại hành trình tại vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2024 với vị trí nhì bảng D và sẽ đối đầu với U23 Iraq. Đội nhất bảng C ở trận đấu muộn nhất vòng tứ kết diễn ra vào lúc 00:30 ngày 27 tháng 4 tới.